Giữa ồn ào, cặp vợ chồng Son Quang Hải và Chu Thanh Huyền bị studio chụp ảnh lễ cưới phốt ẩn ý chuyện cả hai quỳ tiền. Thì mới đây, một nàng á hậu trong Vbiz đã bất ngờ ra mặt lên tiếng bảo vệ, phủ đầu cộng đồng mạng. Những ngày qua, ồn ào với studio ảnh cưới chụp cho Quang Hải và Chu Thanh Huyền khiến cặp đôi chồng cầu thủ vợ hot girl này không khỏi lao đao. Mặc dù cận kề ngày làm lễ cưới lần hai ở khách sạn tại Hà Nội, nhưng đôi vợ chồng Son này vẫn phải khủng hoảng để xử lý ồn ào, nhận về nhiều tranh cãi từ công chúng. Theo đó, Quang Hải và Chu Thanh Huyền dính vào tranh cãi khi studio chụp ảnh cho cặp đôi ở đám hỏi và đám cưới bỗng xóa ảnh và đăng dòng trạng thái gỡ ảnh hay trả tiền, kèm ảnh chụp màn hình 70 triệu nhận từ Quang Hải. Phía studio cho biết cô dâu Chu Thanh Huyền là người đã liên hệ để nhờ chụp ảnh nhưng khi dừng hợp tác lại nói em tưởng anh chụp free. Phản hồi về điều này, mới đây, người quản lý truyền thông của sự kiện đám cưới Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã chia sẻ quan điểm từ phía cặp đôi. Người quản lý cho biết, khi tác nghiệp, anh ý, nhiếp ảnh gia Lê Chí Linh va chạm với phóng viên và mọi người nhiều quá nên bọn em quyết định ngừng hợp tác. Sau khi thông báo ngừng hợp tác, anh Linh bảo chi phí của bọn em là 70 triệu. Lúc đầu em tưởng tài trợ 100%, nhưng sau có yêu cầu trả tiền thì bọn em trả tiền và yêu cầu gỡ ảnh xuống. Anh ý cũng chấp nhận rồi, nhưng đến lúc chuyển tiền xong thì anh ấy vậy đó ạ. Ngoài ra, phía Quang Hải khẳng định đã hỏi phía studio báo giá cho gói chụp ảnh nhưng studio không gửi. Hơn nữa, vào ngày cưới quan trọng nhất ở Đông Anh hôm 28 tháng 3, người phụ trách chính đã vắng mặt mà không thông báo cũng không trả lời lý do. Giữa ồn ào sự việc thì mới đây, Á hậu một Hoa hậu thể thao Việt Nam 2023, Phương Thảo đã có màn lên tiếng phủ đầu cộng đồng mạng bảo vệ cho Quang Hải và Chu Thanh Huyền tố studio ảnh cưới phốt sai. Theo đó, Phương Thảo có đăng lên TikTok cá nhân và nêu quan điểm về việc này, chưa thấy studio nào vô duyên như studio chụp ảnh cho Quang Hải và Chu Thanh Huyền. Làm trong nghề bao nhiêu năm rồi vẫn không hiểu nguyên tắc nghề nghiệp. Người nổi tiếng một cái booking người ta được bao nhiêu là tiền, mà studio này vừa muốn được tiền, vừa được đăng ảnh người nổi tiếng lên để PR cho hoạt động kinh doanh, sao mà khôn quá vậy? Người nổi tiếng đâu phải tự dưng họ nổi tiếng đâu, họ phải mất bao nhiêu công sức để tập luyện, kiên trì, đạt được những thành tích trong cuộc sống. Khi sử dụng hình ảnh phải biết hỏi họ trước, chứ không phải cái gì cũng free được. Còn trước đấy, nếu các bạn làm dịch vụ có những người nổi tiếng cho các bạn sử dụng hình ảnh thì là người ta dễ tính. Chứ còn đúng ra mỗi cái booking các bạn sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng các bạn đều phải trả tiền hết nhé. Và mình rất là ghét việc người ta lợi dụng hình ảnh của người nổi tiếng một cách free. Cái kiểu khôn lỏi như thế là không chấp nhận được. Mất bao nhiêu tiền bạc để PR danh tiếng bản thân chứ phải tự dưng mà có được đâu. Thì mọi thứ phải công bằng và có qua có lại chứ. Làm gì có chuyện sử dụng hình ảnh free mà còn được trả tiền nữa. Nếu mà đúng ra cái booking tùy bộ ảnh thì đã từ 50 đến vài trăm triệu rồi. Làm việc dịch vụ mà còn phốt người ta nữa. Việt Nam mình hay cả nể chứ theo luật pháp thì sử dụng hình ảnh mà không xin phép là có quyền kiện nha. Bài đăng của Á hậu Phương Thảo ngay lập tức khiến dư luận xôn xao, nổ ra ý kiến trái chiều. Người đồng ý với phát ngôn của Phương Thảo cho rằng việc studio sử dụng ảnh của Quang Hải và Chu Thanh Huyền đăng trên các nền tảng xã hội để PR cho studio là sai. Chiều ngược lại, dân mạng lại cho rằng dù Quang Hải có là ngôi sao nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, nhưng khi sử dụng dịch vụ, nhất định phải trả tiền chứ không nên có tâm lý free.